Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy X-ray VoLTE hiện tại được sử dụng nhiều trong các sân bay. Máy thuộc thương hiệu của Canada. Nếu các bạn thấy trên màn hình, màu xanh dương thể hiện cho dao và súng. Màu cam thể hiện cho chất hữu cơ như giấy vải. Màu xanh lá thể hiện cho tạp chất của vô cơ và hữu cơ. Và tiếp theo là các cái tính năng của cái phần mềm Faradero dùng để hiển thị cho các lớp và các tầng lớp của hình ảnh. Kato thể hiện các hình ảnh bình thường. Negati thể hiện cái độ tương phản của hình ảnh và khi hình ảnh nó mờ thì chúng ta có thể ấn để cho nó rõ hơn. Và ngược lại. Và khi tối thì nó có thể hiển thị sáng hơn. Và trên màn hình ở bên góc phải thì nó sẽ có bốn chế độ màn hình khác nhau để chúng ta có thể xem và điều chỉnh. Bỏ các chất vô cơ và hiển thị các chất hữu cơ. Và màu xanh dương thì loại bỏ những chất hữu cơ và lấy những chất vô cơ. Và khi bạn nhấn vào góc bên phải của màn hình phía trên thì nó sẽ điều chỉnh chế độ thẩm thấu sâu hơn và có thể phát hiện vật thể phía bên trong rõ ràng hơn. Và tiếp theo là chế độ ảnh bản chỉ có hai màu trắng đen. Và tiếp theo một chế độ nữa là Detect. Và khi vật thể đi qua thì nó sẽ cảnh báo những vật thể nghi ngờ như chất nổ. Và nó sẽ phát hiện vật thể và nó sẽ báo lên cái màn hình. Icon là cái chế độ highlight và nó sẽ phát hiện vật thể và nó sẽ nhấp nháy lên. Và nó sẽ chuyên sâu hơn. Và tiếp theo tôi sẽ tới chế độ room, nó sẽ phóng to cái màn hình lên để phát hiện vật thể và nhìn vật thể rõ hơn. Các bạn có thể phóng nó to lên để có thể quan sát một cách rõ ràng vật thể. Và đây là chế độ tương phản, giúp tăng độ nét của cái đường viền của màn hình lên. Và có thể tăng cao thấp tùy chỉnh. Và tiếp theo thì tới chế độ xuất file hình ảnh. Và những cái hình ảnh mình đã soi qua máy soi hành lý thì nó sẽ được lưu trên màn hình và trong bộ nhớ của máy. Nếu mình cần lưu trữ trong USB thì mình chỉ cần xuất nó ra và chọn đúng tệp và nhấn chọn và lưu trong USB. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy like và đăng ký kênh.